Bản tin bóng đá ngày 28 tháng 10. Napoli từ chối chiêu mộ Ronaldo. Barca mất hàng chục triệu euro vì bị loại khỏi Champions League. Madrid ấn định ngày giải từ tuyển Croatia. Pele tiêu tụy sau nhiều lần nhập viện. Thủ môn U23 Thái Lan say rượu lái xe gây chết người. Napoli từ chối chiêu mộ Ronaldo. Lãnh đạo Napoli xác nhận chuyện sẽ không mua thêm tân binh nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Cristiano Guintoli, giám đốc thể thao Napoli, chia sẻ trên DIZN hôm 16 tháng 10. Mua Ronaldo vào tháng 1 năm 2023. Chúng tôi sẽ không chiêu mộ bất kỳ cầu thủ nào trong thời điểm đó. Napoli không cần phải thay đổi đội hình. Chúng tôi đang thể hiện tốt trên sân cỏ và không có kế hoạch tuyển thêm người. Tôi muốn lặp lại rằng Napoli chưa nghĩ đến kỳ chuyển nhượng vào thời điểm này. Tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện này vì đội hình hiện tại không nên bị xáo trộn. Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi và sẽ không có cái tên nào gia nhập đội trong thời gian tới, ông Guintoli nói thêm. Trước đó ít ngày, truyền thông châu Âu nhận định Napoli là điểm đến lý tưởng của Cristiano Ronaldo nếu chân sút người Bồ Đào Nha bị MU chấm dứt hợp đồng trong tháng 1 năm 2023. CR7 muốn gia nhập một đội bóng tham dự Champions League để cải thiện thành tích cá nhân và chinh phục thêm cúp vô địch. Ollie M. Scott, cựu tiền thủ Scotland, đánh giá Ronaldo không phải là bản hợp đồng phù hợp với Napoli. Tôi không hiểu vì sao họ lại phải mua Ronaldo. Napoli có đội hình đủ tốt trong mùa này và chơi thăng hoa trên mọi mặt trận. Tôi nghĩ Napoli không nên mua Ronaldo vì anh ấy quá già và sẽ không đem lại giá trị gì cho câu lạc bộ. Napoli vừa có thắng lợi 3-0 trước Rangers ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League rạng sáng ngày 7 tháng 10. Câu lạc bộ Serie A này đã có vé đi tiếp vào vòng knockout với 5 trận toàn thắng từ đầu giải, hơn đội dự bảng Liverpool 3 điểm. Tại Serie A, đoàn quân của huấn luyện viên Luciano Spalletti cũng dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm sau 11 vòng đấu, hơn đội dự bảng AC Milan 3 điểm. Barca mất hàng chục triệu euro vì bị loại khỏi Champions League. Barca bỏ lỡ cơ hội nhận 52,7 triệu euro nếu họ trở thành nhà vô địch Champions League và 48,2 triệu euro nếu họ giành ngôi á quân. Thảm bại 0-3 của Barca trước Bayern Munich rạng sáng ngày 7 tháng 10 đã khiến đội chủ sân Camp Nou chính thức nói lời chia tay Champions League ngay vòng bảng. Hậu quả kéo theo là Barca mất cơ hội đem về khoản tiền lớn nếu đi sâu tại giải đấu này. Cụ thể, theo công bố của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA hồi đầu tháng 10, một câu lạc bộ sẽ nhận được 9,6 triệu euro nếu góp mặt ở vòng 16 đội. Con số này tăng lên lần lượt thành 10,6 và 12,5 triệu euro nếu đội bóng đó vào đến tứ kết và bán kết. Trong trường hợp giành chức vô địch, câu lạc bộ đó nhận thêm 20 triệu euro, còn nếu chỉ giành á quân, đội bóng sẽ bỏ túi 15,5 triệu euro. Như vậy, Barca bỏ lỡ cơ hội nhận 52,7 triệu euro nếu họ trở thành nhà vô địch Champions League và 48,2 triệu euro nếu họ giành ngôi á quân. UEFA cũng công bố các câu lạc bộ nhận 2,8 triệu euro cho mỗi chiến thắng và 930.000 euro trong một trận hòa tại vòng bảng. Hiện tại, sau 5 lượt trận, Barca mới kiếm về 3,73 triệu euro sau một chiến thắng và một trận hòa. Đội chủ sân Camp Nou còn trận đấu ở lượt cuối gặp Victoria Plzen vào ngày 2 tháng 11 để có thể kiếm thêm một khoản tiền nhỏ nhỏ. Đây chưa phải là số tiền cuối cùng mà Barca kiếm được từ UEFA. Đội chủ sân Camp Nou còn nhận thêm khoản tiền thưởng từ hệ số xếp hạng thành tích ở châu Âu và tiền bản quyền truyền hình được ăn chi từ nhà đài. Con số này chưa được công bố cụ thể. Đó là chưa kể tiền bán vé, tiền bán vật phẩm và các sản phẩm ăn theo khác ở những trận sân nhà. Modric ấn định ngày giả từ tuyển Croatia. Luka Modric tuyên bố World Cup năm 2022 là giải đấu cuối cùng anh chinh kiến cùng tuyển Croatia. Tôi biết mình đến độ tuổi phải dừng lại. World Cup năm 2022 là lần chinh kiến cuối cùng của tôi trong màu áo tuyển quốc gia, thủ quân tuyển Croatia phát biểu trên FIFA Plus. Sau Lionel Messi, Modric là ngôi sao tiếp theo xác nhận chuẩn bị chơi kỳ World Cup cuối cùng. Tiền vệ Real này đã 37 tuổi. Trái với dự đoán, Modric sẽ giả từ đội tuyển ngay sau World Cup năm 2022 thay vì chờ tới Euro năm 2024.
Một tháng trước, Moritz từng được hỏi về chuyện này. Anh trả lời: "Tôi chưa có quyết định nào cả. Tôi đang tập trung vào Nations League, rồi hướng tới World Cup, sau đó mới quyết định tương lai." Moritz ghi tên vào danh sách những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Croatia. Anh giữ kỷ lục khoác áo tuyển Croatia với 152 trận, nhiều hơn người xếp sau 18 trận. Moritz ghi 22 bàn cho đội tuyển Croatia. Moritz lần đầu dự World Cup vào năm 2006 ở tuổi 20. Tại World Cup năm 2010, tuyển Croatia không góp mặt. Đến các kỳ World Cup Euro tiếp theo, Moritz luôn là ngôi sao sáng nhất của tuyển Croatia. Tại World Cup năm 2018, Moritz ghi 2 bàn, góp công lớn giúp tuyển Croatia vào chung kết. Tiền vệ sinh năm 1985 vượt qua loạt ứng cử viên nặng ký để giành quả bóng vàng World Cup năm 2018. So với 4 năm trước, tuyển Croatia tại World Cup năm 2022 sẽ thay máu lực lượng. Những công thần khác của tuyển Croatia như Mario Mandzukic, Ivan Rakitic, Ivan Perisic đã giải nghệ, giải từ đội tuyển hoặc xuống phong độ, song Moritz vẫn duy trì đẳng cấp cao. Pelé tiều tụy sau nhiều lần nhập viện. Trong dịp sinh nhật lần thứ 82 hôm 23 tháng 10, vua bóng đá Pelé xuất hiện trong một đoạn video clip trên mạng xã hội với vẻ ngoài tiều tụy. Thông qua một đoạn video được chia sẻ trên trang mạng xã hội hôm 25 tháng 10, Pelé gửi thông điệp đến người hâm mộ đã ủng hộ mình: "Gửi những người bạn của tôi ở Brazil và trên khắp thế giới, tôi rất hạnh phúc khi được xuất hiện trước mặt mọi người. Ông trời đã cho tôi sức khỏe để cảm ơn mọi người vì tình cảm mà tất cả đã dành cho tôi." Đây là hiếm hoi vua bóng đá Pelé xuất hiện trước công chúng. Hồi tháng 4, huyền thoại bóng đá Brazil phải nhập viện tại Sao Paulo để điều trị ung thư ruột kết. Trước đó, truyền thông Brazil tiết lộ Pelé phải nhập viện ít nhất một lần mỗi tháng để kiểm tra và tiếp tục quá trình hóa trị. Hồi tháng 9 năm 2021, Pelé thông báo bản thân đang ở tình trạng nguy cấp và buộc phải nhập viện để điều trị ung thư ruột kết. Kể từ thời điểm đó, vua bóng đá Pelé ít xuất hiện trước công chúng. Tháng 12 năm 2021, Pelé đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân để trấn an cổ động viên: "Bức ảnh tôi mỉm cười không phải giả tạo, tôi muốn tận hưởng Giáng sinh cùng gia đình. Tôi đang trên đường về nhà, cảm ơn tất cả mọi người đã nhắn tin cho tôi." Trong lần xuất hiện mới nhất cách đây ít ngày, Pelé để lộ dáng vẻ mệt mỏi sau nhiều lần phải nhập viện. Điều này khiến không ít cổ động viên lo lắng cho tình trạng sức khỏe của huyền thoại tuyển Brazil. Pelé góp công trong 3 chức vô địch World Cup của tuyển Brazil vào các năm 1958, 1962 và 1970. Sau 92 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, huyền thoại 82 tuổi này đã ghi 77 bàn, giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong màu áo tuyển quốc gia Brazil. Thủ môn U23 Thái Lan say rượu, lái xe gây chết người. Rạng sáng ngày 26 tháng 10, thủ môn đen lên của câu lạc bộ Chonburi, Warawut Sukuna, lái xe khi say rượu gây tai nạn khiến một người chết và một người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào 4:30 sáng ngày 26 tháng 10 ở huyện Muang, tỉnh Chonburi. Theo CR Sport, thủ môn Warawut Sukuna điều khiển xe trong tình trạng say rượu đã đâm vào hai người lớn tuổi đang đi bộ tập thể dục trên đường. Một phụ nữ đã tử vong tại chỗ, người đàn ông bị gãy chân phải nhập viện. Theo báo cáo từ cảnh sát địa phương sáng 27 tháng 10, sau khi gây án, Warawut Sukuna được người dân và bảo vệ khu vực lân cận ngăn không cho bỏ trốn. Khi được cảnh sát áp giải về đồn, Sukuna được kiểm tra nồng độ cồn và cho ra mức 184mg, hơn giới hạn quy định của Thái Lan là 50mg. Warawut Sukuna bị cáo buộc say rượu, lái xe gây chết người nhưng không chịu ký vào biên bản. Ngay trong tối 26 tháng 10, trưởng đoàn câu lạc bộ Chonburi Sasit Sintothon tuyên bố từ chức và gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân xấu số. Sáng 27 tháng 10, chủ tịch Chonburi Wittaya Kunpulem chấp nhận đơn từ chức của trưởng đoàn, đồng thời chấm dứt hợp đồng với Warawut Sukuna để phản đối hành vi sai trái của thủ môn này. Warawut Sukuna sinh năm 2000, là thủ môn đang lên của Chonburi khi ra sân 6 trong 10 trận gần đây của đội tại Thái League mùa giải 2022-2023, kể từ khi thủ môn số 1 Chen Xie chấn thương. Sukuna trưởng thành từ lò đào tạo của Chonburi là niềm tự hào của đội bóng. Anh từng được triệu tập lên U23 Thái Lan để chuẩn bị cho U23 châu Á năm 2022, nhưng không nằm trong danh sách cuối cùng. Theo Bangkok Post, chủ tịch Chonburi Wittaya Kunpulem ban đầu chỉ có ý định đình chỉ thi đấu thủ môn Sukuna một thời gian để bảo vệ sự nghiệp thủ môn kể này.
Tuy nhiên, sự cố của Sukuna đã tạo phẫn nộ trong dư luận Thái Lan, buộc lãnh đạo đội phải mạnh tay.